Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài 11, đọc các phần đơn giản với chữ gì? Các bạn cùng đọc theo cô nhé. Gì? 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 A sắc giá đờ ô ngã đỗ giá đỗ di a hỏi giả giờ a ra giả ra di e hỏi rẻ rẻ. Con đọc rất chính xác. Hoan hô! Di o sắc gió hờ e huyền hè gió hè di o huyền gió bờ o huyền bò gió bò di a sắc giá cờ a hỏi cả giá cả. Con làm tốt lắm. Cờ ô cô cờ o sắc có di a sắc giá đờ ô ngã đỗ di o huyền gió bờ o huyền bò đờ ê hỏi để ơ hỏi ở di o hỏi giỏ. Con giỏi lắm, tuyệt vời. Bờ e sắc bé đờ ơ ngã đỡ hờ ô nặng hộ cờ ô cô đờ ê hỏi để di o hỏi giỏ ơ hỏi ở ca ê nặng kệ gờ ô ngã gỗ. G G O O Ơ Z. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nhé. UNESCO Edu, vì một nền giáo dục tốt hơn cho người Việt.